Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần tranh tụng của đại diện viện kiểm sát đối với phần bào chữa bổ sung của các luật sư. Theo đại diện viện kiểm sát, để chiếm đoạt tài sản của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thực hiện một chuỗi hành vi sai phạm. Điều này đã được thể hiện ở cáo trạng và phần tranh tụng trước. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo thực hiện quy trình cho vay ngược để chiếm đoạt tài sản. Trong số 1.169 tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan bị kê biên, chỉ có khoảng 60 tài sản được bị cáo mua trước năm 2012, còn lại 1.109 tài sản bị cáo mua sau năm 2012, chiếm 94,8%. Đây là số tài sản nhờ sử dụng tiền chiếm đoạt của SCB để đầu tư mua tài sản. Vị đại diện viện kiểm sát nói Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân đầu tiên dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền lớn như trên. Về quan điểm của luật sư cho rằng SCB lấy đâu ra tiền để cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là quan điểm bào chữa vô căn cứ, chứng tỏ luật sư không nghiên cứu hồ sơ vụ án. Theo đại diện viện kiểm sát, bị cáo Lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày, cũng không có nguồn lực tài chính dồi dào. Trước khi hợp nhất ba ngân hàng, bà Lan có rất nhiều khoản vay tại SCB cũ và ngân hàng tín nghĩa, trong khi bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại SCB trình bày rằng khoản nợ khó thu khó đòi là tài sản bảo đảm giá trị thấp. Nếu bị cáo có nhiều tài sản, thì vì sao không tất toán những khoản nợ trên mà sử dụng SCB huy động tiền gửi của dân? Viện Kiểm sát nói và cho rằng tiền của bị cáo Lan chiếm đoạt là tiền huy động của dân. Ngân hàng nhà nước gồng mình để cho SCB vay khoản tiền khổng lồ để chi trả dần, ổn định tình hình tài chính, không biết khi nào thu hồi đủ. Số tiền khổng lồ này đáng lẽ sử dụng nhiều mục đích cho chúng ta, con cháu chúng ta. Luật sư nói bị cáo chiếm đặt tài sản làm gì để mua nhiều bất động sản, viện kiểm sát phân tích. Trong suốt quá trình truy tố, xét xử, bị cáo Lan có gửi nhiều đơn và luận cứ trình bày. Viện kiểm sát cho rằng tất cả đơn văn bản trình bày của bị cáo đều được cơ quan tố tụng nghiên cứu kỹ Đối đáp của kiểm sát viên đều tranh luận từng quan điểm của bị cáo, không có chuyện bị cáo trình bày gửi đơn mà không có đối đáp trả lời. Cũng tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi ích cho ngân hàng SCB cho rằng trách nhiệm bồi thường của các bị cáo trong vụ án này gắn liền với trách nhiệm của các bị cáo nên phải được giải quyết trong vụ án, không thể tách ra để giải quyết trong một vụ án dân sự khác. Ngày 3 tháng 4, văn phòng chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả của vụ cháy khí mê tan tại công ty thang thống nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Theo công điện, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại công ty thang thống nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 4 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy khí mê tan. Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn đồng thời thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ công thương phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ công an quốc phòng tài nguyên và môi trường y tế lãnh đạo tỉnh quảng ninh lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản việt nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, chu đáo, kịp thời hỗ trợ đồng viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ra soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, rà soát các quy định tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra giám sát nắm bắt tình hình xử lý kịp thời. Chủ tịch Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Chủ động ra soát các quy định tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn kịp thời khắc phục các hạn chế để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã được trích xuất từ nơi đang thi hành án về trại giam Chí Hòa, Công an thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 4 bị cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên đại học Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam và Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam và hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam không kháng cáo mức án sơ thẩm đã tuyên và có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Bà Hằng bị bắt giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trước đó, do chỉ một người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt cùng hai luật sư còn tất cả các bị cáo có kháng cáo vắng mặt nên phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra chiều ngày 11 tháng 3 phải hoãn. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 30 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng 18 tháng tù. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Ba Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội, thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân của 10 cá nhân. Các bị cáo, Nhi, Hà và Tân đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, chuẩn bị nội dung, từ đó cấu thành hành vi đồng phạm bị cáo Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi live stream, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có 3 dự án BT xây dựng, chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, gây bức xúc dư luận, bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. 3 dự án do tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư gồm dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Thanh tra chính phủ kết luận 3 dự án BT tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm. Đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn thực hiện đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, thời gian thực hiện các dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017. Mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt về dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức, đơn giá, biện pháp thi công, làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn tháng 12 năm 2015 khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án khu đô thị và dự án BT đổi đất, hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017, nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014 chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023. Giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là như vậy, nhưng đến nay dự án chỉ mới thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn hai dự án gây nhiều khiếu nại tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất giao cho Phúc Sơn thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2, đến nay cũng thành dự án treo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên có thể thấy, trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính. Mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.